Ok, và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Nguyễn Quý Gamer đây. Yeah. Ok, nên chúng ta sẽ quay trở lại với cái tựa game Bus Simulator Việt Nam để mình trải nghiệm lại cho các bạn xem nhá. Thì trong cái series mà Mini Bus Simulator Việt Nam ấy, rất là nhiều bạn yêu cầu mình chạy xem xe khách đồ các kiểu ấy. Nhưng mà trong cái tựa game ấy thì không có các bạn. Nên mình quyết định là làm lại cái tựa game này cho các bạn xem coi nó có update gì không, cũng như là trải nghiệm lại cái tựa game này cho các bạn xem nhá. Ok, và hôm nay cái chuyến xe đầu tiên là mình sẽ trải nghiệm đó là cái nhà xe rất là quen thuộc, đó là nhà xe Hoàng Nhân các bạn. Hoàng Nhân này là cái tuyến đi Phan Rang, thành phố Hồ Chí Minh nha. Đây, các bạn xem cận cảnh. Đây là phía trước nè. Và cái con xe mình chạy hôm nay là Taco Mobi Home đời con này hình như là 2013 nha các bạn. 2013. Đây biển 85B nè các bạn. Đây là biển của Phan Rang. Đây, bến xe miền Đông Phan Rang nè các bạn thấy không? Đó, cửa hiện tại cốp đang mở, hiện tại hành khách đã lên xe hết rồi các bạn. Xe giường nằm cao cấp thế hệ mới, Hoàng Nhân cảm nhận sự khác biệt. Đấy, dữ chưa, dữ chưa. Cái sao nè. Đó. Đây là cái con xe mà Taco Mobi Home đời cũ ấy các bạn. Con này hình như là cái vô lăng hình như là vô lăng Taco rồi thì phải, để mình vào nội thất mình coi coi. À, con này thì vô lăng Taco rồi các bạn. Wow, nội thất nè các bạn, đẹp phải chuẩn chưa? Sàn màu gì ta? Màu đỏ đúng không? Đây, hành khách đã lên xe hết rồi nè các bạn thấy không? Ok, và chắc bây giờ mình chuẩn bị xuất phát cái chuyến hành trình luôn nha. Hiện tại thì mình đang ở trong một cái bến xe ở vùng quê các bạn. Hôm nay mình sẽ đi lên thành phố nha các bạn. Một ngày hôm nay là một ngày khá là mưa luôn các bạn nhìn nè. Mưa quá trời lớn luôn. Bây giờ mình đề máy lên nè. Đề máy chưa ta? Đề máy chưa? Đề máy chưa ta? À, lên rồi nè các bạn. Đó, có gà rồi các bạn, lên rồi đấy. Ok, đây nó có ba cái loại kèn nè. À, một cái kèn ngăn nè. Một cái kèn kèn hơi các bạn. Còn cái kèn này là cũng là kèn hơi luôn. Có đèn nội thất nè các bạn thấy không? Đó, có đèn nội thất đàng hoàng. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu luôn nha các bạn ơi. Bây giờ mình phải chạy ra khỏi cái chỗ này trước. Rồi vào số D nè. Để tắt bớt mấy cái này coi. Đóng cửa lên các bạn ơi, quên nữa. Xe này không có lơ xe các bạn, tự đóng cửa luôn. Đó, tự đóng cửa. Đóng cốp lại luôn. Đó. Xe nó còn có thể mở được cốp sau nè các bạn thấy không? Đấy, nhưng mà hôm nào mà trời nắng nóng ấy thì mình sẽ mở cốp này, còn hiện tại mưa thì mình nên đóng lại luôn các bạn. Đó, bây giờ mưa thì phải mở gạt mưa. Đây gạt mưa đây. Đó, các bạn thấy chưa? Cái này là nó có mấy chế độ gạt mưa ta. Cái này gạt mưa nhanh nè các bạn. Ok. Rồi bây giờ chắc mình sẽ bắt đầu đi luôn. Chạy ra nha các bạn. Cái game này nó là cái phiên bản đời đầu các bạn. Nên là từ đồ họa cho tới cái cách chơi này nọ, nó chắc chắn mình nghĩ nó không bằng cái tựa game Mini Bus Simulator Việt Nam được. Nên các bạn đừng có so sánh tại sao nó không bằng nhá. Đây là cái phiên bản đời đầu. Còn cái phiên bản Bus Simulator Việt Nam thì nó đã là đời thứ tư rồi. Cái game thứ tư rồi các bạn. Ôi trời, bây giờ đi ra khỏi cái chỗ này hơi bị khó luôn ấy các bạn. Ôi, khá là nhỏ luôn. Rồi xong bà nó luôn. Mới đi gà bay xuống đây luôn các bạn ơi. Giờ mình kéo lên lại nè. Rồi ok, nó kéo mình lên lại nè. What the hell, cái đường ra nó nhỏ vãi chưởng luôn ấy. Cái đường này phải làm rộng nha các bạn. Làm phát sắn xuống nước luôn các bạn. Vãi chưởng. Rồi đi nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ rời khỏi cái vùng quê này nha các bạn. Để đi. Này mưa lớn quá. Đây cái đường khá là nhỏ hẹp luôn. Ok. Bên phải thì là nhà, còn bên trái thì là sông rồi các kiểu nè. Có xe ôm rồi nữa nè các bạn thấy không? Để mình mở cho bạn các bạn cái kính hậu nha. Đây. Đó, bây giờ đã có kính hậu rồi đấy. Hồi trước mở cái kính hậu nó rất là lắc các bạn, nhưng mà hiện tại bây giờ cái tựa game nó đã fit lại rồi. Mở kính hậu nó vẫn mượt mà bình thường. Rồi, ok. Rời khỏi vùng quê này nha các bạn ơi. Hơi có cây chuối rồi nè. Đậm chắc miền quê không các bạn.
mùa, mưa lớn phải chỗ sấm chớp đùng đùng luôn. Đây nó có một cái cổng làng nữa nè, cổng làng nó trắng tươi vậy. Ui, có xe máy nè các bạn ấy. Cái tựa game này nó hay hơn cái Bus Simulator Việt Nam. Mình thấy một cái đó là có xe máy các bạn. Bus Simulator Việt Nam thì không có xe máy. Ui, bây giờ mình đang đi ở đường quê nè các bạn ơi. Hai bên là hai cái cánh đồng luôn. Wow. Rồi, xe máy đi ở trong nè các bạn thấy không? Nhưng gặp xe khách cái nhường đường cho xe khách liền. Đó, quá trời xe máy luôn. Đường quê cũng vậy đấy các bạn, rất là ít xe lớn, xe máy là nhiều. Mấy người ở nông thôn là thường chạy xe máy nhiều các bạn. Không, công nhận khi mình chơi cái tựa game Bus Simulator Việt Nam ấy, mình quay lại cái tựa game này mình thấy là cái đồ họa nó không có bằng cái game mới các bạn. Cái đồ họa nó bị lỗi nhiều vãi chưởng luôn ấy. Cái đoạn quê này khá là nhiều dây điện luôn nè các bạn. Bên này dây điện rồi bên phải dây điện, bên trái cũng dây điện luôn. Quá trời dây điện. Rồi cái xe máy chạy trước này bớt kẹt nó vào bằng nhá đèn đó. Đây mình đang mở nhạc dân ca cho các bạn có thể là nghe nhạc Bolero đấy. Rồi để mình tắt cái đèn nổi thấp đi các bạn. Mình nên tắt cái đèn nhỉ. Cái đèn nổi thấp đây. Bây giờ mình tắt rồi à. Tắt cho khách ngủ các bạn. Để khách đèn sáng qua khách ngủ không được. Rồi bây giờ mình sẽ nhan bên trái nha các bạn ơi. Bây giờ mình ra đường lộ rồi. Rồi. Cái cam đó nè. Thanh niên này. What the hell, ông nội này ông chạy vô hẻm các bạn. Rồi để lùi ra nhiều đường đi vô. Lùi có camera lùi đàng hoàng nha các bạn. Vào đi anh trai. Đó, sao nó không chạy vào. Ở phía sau còn thêm ông nội này nữa. Ơ, thằng đằng kia nó không vào luôn kìa. Không vào được, không chạy ra luôn. Đi ra trong nhanh. Đi ra. Đụng nó luôn các bạn, siêu đi ra cả buổi trời mà nó không ra. Không ra thì bị đụng luôn. Cái hạt mưa này nó không có bằng cái hạt mưa trong cái game mini bus các bạn ơi. Mưa này nó không có đẹp bằng. Mưa này nó giả giả làm sao ấy. Ôi nó thấy đường chạy luôn kìa. Gạt mưa gạt không kịp luôn các bạn. Cho qua. Xe máy. Rồi ok các bạn ơi. Đi tiếp tục. Tắt đèn nhanh. Cho qua nó bất tài ơi. Đâu rồi. Ui cái đoạn này nó nghiêng nữa nè các bạn. Cái đoạn này đường nó nghiêng nữa nè. Ê cái gì? What the hell. Cái đường nó nghiêng vãi chưởng luôn ấy. Bây giờ cái cam bây giờ quá trời nhiều cam luôn, mình bấm một lần phải trở về nhiều cam nó mới đúng cái cam mình chọn các bạn. Từ để mình có còn cái gạt mưa nào nữa không ta, nhanh hơn nữa. Ồ nó có hai chế độ gạt mưa đó các bạn ơi, rất là bị khuất tầm nhìn luôn ấy. Quên thời gian nhìn biết nhiều hoa sẽ mãi không phải ta, đừng nghe chim xuống tay tìm hư áo. Đường hay thanh niên ơi, đấy xe máy trời mưa trời gió không chịu ở nhà đi ra ngoài đường quá trời quá đất không biết làm gì luôn. Cái động này nó lại tiếp tục nghiêng nữa nè các bạn. Vừa khi đôi tim yêu được giải thoát, bước gông xiềng là mình tính chuyện trăm năm. Đây phía trước là như xe nhà xe Trường Thành các bạn. Qua luôn nhanh nhả đèn xin qua bác tài ơi. Ui nghe cái cua nữa chứ. Rồi cái gì
vậy? Dừng ngay dốc luôn các bạn. Hai thanh niên là đậu xe ác thiệt chứ, đậu ngay cái dốc luôn. Công nhận mưa lớn thật sự luôn ấy. Xuân đang đi trong lời yêu mới. Xém động bà đó rồi. Xém hùng đích cái đàn ông đội xe máy đó rồi. Chạy mà đập thắng. Chứ sao xe lớn thì ta đang chạy mà thắng gắt. Vãi trưởng hả? Rồi bây giờ mình lại tiếp tục ra cái đường lộ lớn nè các bạn ơi. Tới đây thì mình sẽ rẽ phải nhá. Rồi phía trước là cái trường học hay sao ấy. Rồi quẹo phải các bạn ơi. Bây giờ mình lại vào một cái đường nhỏ đó các bạn. Bây giờ chúng ta lại tiếp tục đi vào một cái đường khá là nhỏ trong này luôn. Chúng ta đây là gần đến bến xe chưa ta? Mình nhớ không lầm là đến đây là hình như là gần đến cái bến xe rồi đấy các bạn. Không biết phải không nữa. Nhớ mãi mãi là vậy. Rồi nhanh vào nhanh vào nhanh vào. Là đúng rồi các bạn ơi, đến đây là đến ba cái bến xe rồi. Cái map này nó hơi hơi ngắn đúng không? Rồi đến bến xe rồi nè các bạn. À, bến xe này bến xe trong thành phố nha các bạn, khá là to luôn. Bến xe này rộng hơn cái bến xe ở quê rất là nhiều. Mình nghĩ chắc đậu được xe ấy. Ít giờ đậu sao ta? À là phải đậu kế cái chiếc xe hiền lang này luôn các bạn ơi. Như vậy mình sẽ quay đít vào nha các bạn. Lôi vào. Bây giờ trời mưa mình quên mở đèn các bạn. Phải nó nhìn nó tối tối làm sao ấy. Ôi sao nó chết quá. Rồi bây giờ mình sẽ lùi vào trong cái chỗ đó cho các bạn xem. Đó. I swear with quý gamer lùi xe nè. Đó, thấy chưa? Quá trời xe luôn các bạn. Lách 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 lách. Ơ? Ơ nó tự trả nhiệm vụ luôn rồi. What the hell, chơi mà lên cấp 20 luôn các bạn. Không có hiểu luôn. Đấy thì như vậy thì ngày hôm nay mình với các bạn cũng đã vừa trải nghiệm được một cái chuyến hành trình trong cái tựa game Bus Simulator Việt Nam. Đó, và bây giờ mình đã đến được cái bến xe rồi nè các bạn. Đó. Ok, thì chắc mình sẽ tạm dừng video này tại đây. Và bạn nào thấy video của mình hay đừng quên để lại cho mình xin một like. Cậu nào mà chưa ấn đăng ký cho kênh của mình thì đừng quên ấn đăng ký để ủng hộ cho kênh của mình nhé. Và bạn nào muốn mình trải nghiệm tiếp tục cái tựa game này nữa thì các bạn comment ở phía dưới, mình sẽ tìm xe mới mình trải nghiệm cho các bạn xem. Ok, rất cảm ơn các bạn đã xem video này và chúc tất cả các bạn một ngày vui vẻ. Yeah.